Ok, chào anh em nhé. Rất là nhiều anh em chơi game CFM Mobile này nhưng mà chưa có biết cái cách để mà setting cho những cái dòng máy Android yếu nha anh em, hoặc là iPhone yếu nha. Thì giờ thì mình sẽ chỉ anh em cái cách để mà setting cho máy yếu này và cái lực ném bom xa này kia nha. Anh em hãy cùng mình xem hết cái clip này nha. Đầu tiên thì anh em sẽ vào cái phần mục cài đặt nè. Xong rồi anh em di tới chỗ này cho mình. Thì ở đây á là cái lực ném bom của mình nè. Đó, anh em cứ bật full lên 100 nha. Anh em kích vào dấu cộng và dấu trừ đó. Nói chung là anh em cứ kích vào dấu cộng lên 100 cho mình thì ném bom nó sẽ rất là xa nha. Đó. Tiếp theo ở đây nè, để mình lướt xuống đây cho anh em xem nè. Đây. Ở đây thì mình có dịch luôn ra cho anh em á là cái độ nhạy của cái trục X và cái trục Y. Thì cái độ nhạy này là gì? Là khi mà anh em lắc qua lắc lại á, nó rất là nhạy nha. Đấy, cho dành cho những anh em nào mà chơi kiểu như hai ngón như mình á thì anh em chọn mút chỉ càng cao lên như mình thì mình thì chọn cái mức đó, còn anh em thì điều chỉnh cho nó phù hợp nha. Còn ở đây thì điều chỉnh cái setting cho máy yếu nè. Đấy, ở dòng này á thì anh em dành cho máy yếu nè. Đó, anh em chọn tích vào cái này hai cái này cho mình. Còn cái dòng này thì cái máy mạnh nha, nói chung là máy cũng tầm trung thôi. Còn nếu như mà máy anh em nào mà cao nữa thì nó sẽ hiện ở đây một cái dấu chấm nữa nè, y như bên kia nè. Đó, là cái máy rất là mạnh nha. Ok, và là xong rồi anh em ạ. Giờ thì cùng mình vào chiến game nha anh em. Let's go. Sợ lấy.